Chúa cùng anh chị em. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu rủ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khổ tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm kẻ chấp anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới âm phủ đang khi chịu cực hình. Ông ta nước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên này đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai ngài đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa đồng đoàn phục vụ, quý thân hữu của gia đình luật sư Lê Quốc Quân rất thân mến. Hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng hiện diện nơi đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân, một tín hữu Công giáo. Ông đang là nạn nhân của những bất công xã hội, của một nền pháp lý được dựng nên để bảo vệ cho một nhóm những người chủ trương còn đảng còn mình. Luật sư Lê Quốc Quân là ai? Hẳn nhiên ai trong chúng ta cũng đã biết ông. Ông bị nhà cầm quyền bắt và khép vào tội trốn thuế phi pháp như thế nào, và mục đích mà nhà cầm quyền dựng nên vụ án Lê Quốc Quân trốn thuế nhằm mục đích gì thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã rõ. Vì thế hôm nay trong ngày chúng ta cùng hiện diện để cầu nguyện, để cùng đồng hành một cách thiêng liêng với luật sư Lê Quốc Quân, tôi muốn mời gọi tất cả chúng ta cùng nhau suy nghiệm những lời của Chúa nói với từng người chúng ta lúc này và bây giờ. Có thể nói trước rằng, như cha chủ tế đã nói với chúng ta, hôm nay lời Chúa nói với chúng ta những điều hết sức quan trọng và cũng rất thích hợp trong buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay. Cách riêng cầu nguyện cho quê hương đất nước được thoát khỏi một vực sâu nguy hiểm có thể đẩy dân tộc đất nước này tới chỗ bị lưu đày ngay trên chính quê hương mình. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe công bố nhắc tới vực sâu đó bằng một lời: có một vực thẳm mà không gì có thể vượt qua nếu như chúng ta để cho
vực thẳm ấy được hiện hữu, được hình thành do sự vô cảm của chúng ta. Trước tiên hôm nay Hội Thánh đọc lại cho chúng ta nghe những lời của ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất. Chúng ta biết ngôn sứ Amos sinh vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Ông được mệnh danh là vị ngôn sứ của người nghèo và người bị áp bức. Đất nước Do Thái thời ông lâm vào một tình cảnh rất giống với đất nước quê hương chúng ta bây giờ. Một đất nước đang bị ngoại bang dò ngó, trong khi đó quan lại, những kẻ có chức quyền thì lại thay vì lo cho dân trong nước, quyết tâm chống ngoại bang, quy tụ lòng dân để tạo lập sức mạnh liên kết mọi thành phần dân tộc, thì họ lại sống xa hoa trên nhung lụa, chạy theo nhóm lợi ích, ăn chơi trái tàng. Ngôn sứ Amos nói rằng họ xây những biệt thự thật to, trang trí nội thất. Hay như hôm nay chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ nói những lời hết sức đau lòng về xã hội thời của ông. Ngôn sứ nói: khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion và sống an nhiên tại trên núi Samari. Chúng nằm dài trên giường, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên ngon nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. Nói một cách khác là ăn hết phần con cháu. Ngôn sứ Isaiah lúc đó đã lên tiếng cảnh tỉnh một đất nước mà nói như hôm nay, như ông Nguyễn Phú Trọng trong những ngày vừa qua khi đi tiếp xúc cử tri tại các điểm tiếp xúc cử tri tại Hồng Nội, đã nói về nạn tham nhũng như là một thứ muôn kẻ lan tràn. Hay nói như bà Nguyễn Thị Doan, bà ấy nói rằng tham nhũng bây giờ có những người ăn hết phần của dân, ăn hết mọi sự, cái gì cũng ăn. Thầy ông Trương Tấn Sang thì nói rằng tham nhũng như bệnh sâu lúc lúc. Thời quá tốt hay thời của chúng ta hôm nay đều như vậy. Và điều đặc biệt là trong chính bối cảnh xã hội như thế, nhân danh Thiên Chúa, chúng ta biết rằng Amos là ngôn sứ của Chúa. Ông là người được Chúa sai đến để cảnh cáo dân chúng trước hiểm họa xâm lăng, nhất là trước sự bóng bạc của dân tộc vì những tội lỗi của dân chúng, của quan quyền. Nhân danh Thiên Chúa, ông Amos đã kịch liệt lên án cuộc sống xa đọa và bất công xã hội thời đó. Ông chỉ trích những thói tham lam, lọc lừa và nặng lời kết án những người giàu bất chính, ác bức, khinh rẻ kẻ khó nghèo. Ông công kích sự an tâm giả tạo khi người ta lấy nghi lễ tôn giáo để che đậy cho những việc làm xấu xa. Ông công kích sự an tâm giả tạo của những con người tự phủ lấy mình một lớp son mà trong lòng thì chứa chất đầy những điều gian tham. Đặc biệt ông lên tiếng cảnh tỉnh người dân, nhất là hàng ngũ lãnh đạo đất nước thời đó, những người đang xa lánh dân tộc, đất nước và đang cố tình tạo nên những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của dân tộc. Và ngôn sứ đã cảnh cáo họ, nếu như họ không thay đổi thì dân Chúa, dân Do Thái sẽ bị lưu đày, phải xa quê hương, xa tổ quốc. Còn những ai ở lại, dù có cầm hộ chiếu trên tay, thì cũng sẽ là những người bị lưu đày ngay trên quê hương đất nước mình. Theo ngôn sứ Amos, nguyên nhân quan trọng nhất khiến đất nước loạn lạc chính là sự vô cảm của con người. Sự vô cảm nơi các vị lãnh đạo xã hội và tôn giáo có thể khiến họ trở thành những kẻ bán lương. Tôi nhắc lại, sự vô cảm của nhà lãnh đạo có thể đẩy người ta đến những kẻ bán lương. Và sự thật, có thể anh chị em chúng ta đều cảm thấy điều đó ngay trên chính quê hương đất nước mình. Rồi sự vô cảm nơi những người có quyền lực, có tài chính, vô cảm đối với đồng đạo, đối với đồng loại của mình, thì cũng có thể làm cho sự bất công trong xã hội ngày càng tăng, khiến cho cán cân kinh tế và xã hội bị ngả ngang.
nhiên sự xúc độ tay chánh trong đất nước chúng ta thời gian qua, đặc biệt là sự lũng đoạn trong giới ngân hàng đã làm cho biết bao nhiêu các doanh nghiệp bị phá sản, gây nên tình trạng đổ vỡ hàng loạt về đời sống kinh tế mà ngày nay người ta gọi bằng một thuật ngữ đó là hạt cánh cứng. Do đâu thưa anh chị em? Do đâu có sự vô cảm? Đó là điều mà ngôn sứ Amos năm xưa khi chứng kiến cảnh đổ vỡ của xã hội nước thời, ông đã rút ra được những bài học, những ý nghĩa, đặc biệt là ông cho thấy đâu thực sự là nguyên nhân của sự đổ vỡ trong xã hội. Nguyên nhân bởi đâu có sự vô cảm nơi con người? Amos cho rằng người ta vô cảm chính là do bởi người ta đã làm biến chất đời sống tôn giáo. Tôn giáo thay vì là diện mối của những đường hướng đạo đức thì nay đã trở nên thứ tôn giáo lễ hội phục vụ kẻ có quyền, trang hoàng cho chế độ. Tôn giáo nó phải là độc lập, là đường lối đưa ra những định hướng đạo đức cho xã hội. Nhưng mà tôn giáo thời Amos hay tôn giáo ngày hôm nay một cách nào đó đang bị biến chất, đang bị biến chất trở thành một thứ không gian lễ hội, trở thành một thứ công cụ để phục vụ cho kẻ cầm quyền. Tôn giáo thay vì phục vụ công ích thì lại phục vụ kẻ có quyền. Và điều bi đát nhất thưa anh chị em là việc những người lãnh đạo đã bất chấp luân lý truyền thống văn hóa, dựng nên một thứ tôn giáo giả hiệu nhằm thần thánh hóa một con người được coi như lãnh tụ. Và chính khi đó họ đang tầm thường hóa tôn giáo, giải thiên tôn giáo, phàm tục hóa tôn giáo. Và chính điều đó làm cho xã hội băng hoại, đạo đức xuống cấp. Amos cho thấy nguyên nhân vậy. Và tôi tưởng rằng đó cũng là nguyên nhân của những sự xuống cấp đạo đức trong xã hội chúng ta hôm nay. Vâng thưa chị em, Amos coi sự vô cảm chính là nguyên nhân khiến xã hội loạn lạc, đất nước suy vong, nhân tâm suy kiệt, các nhà trí thức, nguyên khí đất nước thì suy bại, văn hóa và đạo đức thì suy đồi. Để rồi sau đó dân Do Thái đã bị lưu đày mấy trăm năm. Và cho đến ngày nay, anh chị em, nếu chúng ta để ý lịch sử của dân tộc Do Thái, chúng ta thấy rằng 2000 năm rồi mà họ vẫn chưa thể nào phục hồi lại được những gì mà họ đánh mất do chính sự vô cảm và một giai đoạn của lịch sử xã hội của người Do Thái thời xưa. Đó là điều đáng tiếc, và đó cũng là câu hỏi, là thách đố, là điều mà tất cả chúng ta hôm nay phải suy nghĩ cho đất nước, cho dân tộc chúng ta. Bằng không, nếu chúng ta vô cảm, chắc chắn đất nước có thể sẽ bị lưu đày. Và lưu đày ấy, sự lưu đày ấy bi đát ở chỗ chúng ta bị lưu đày trên chính quê hương chúng ta. Chúng ta bị lưu đày bởi sự thắng thế, bởi sự lấn át, sự thèm bởi chính đất công lao trả. Vâng thưa cộng đoàn, đó là những gì ngôn sứ Amos hôm nay nói với chúng ta. Còn trong bài tin mừng, dù ngôn người phú hộ và ông Lazaro nghèo mà Chúa Giêsu hôm nay nhắc lại cho chúng ta cũng vẫn trong một ý tư tưởng đó. Chúa Giêsu muốn dùng dù ngôn đó để nói về cái nguy hiểm của sự vô cảm nơi con người. Sự vô cảm được Thánh Luca diễn tả ở đây chính là sự việc thiếu lòng liên đới của con người với nhau, không phải chỉ của người giàu với người nghèo mà của bất cứ ai trong cuộc sống. Nếu chúng ta thiếu sự liên đới, tức khắc sẽ xảy đến sự vô cảm, và sự vô cảm sẽ làm suy yếu cuộc đời con người. Thông thường thì các chị em chúng ta vẫn quan niệm tôi có tài sản, tôi được hưởng thụ, không có tội gì trong sự xa hoa của bản thân. Chúng ta thấy có những đại gia có thể bỏ 50 tỷ để làm đám cưới cho con. Và khi đưa lên tranh luận
thì người ta vẫn có thể biện minh cho hành động vi phạm đó khi bỏ ra 50 tỷ để lo đám cưới cho đứa con mình. Và người ta biện minh rằng tiền của tôi có thể sử dụng. Vâng, tiền của tôi có thể sử dụng. Tuy nhiên, đối với đức tin Công giáo và Kinh Thánh thì luôn kết án những con người đã sử dụng của cải vật chất một cách bất xứng. Bởi đơn giản chỉ vì theo quan điểm của Thánh Kinh, tất cả mọi người đều bình đẳng và cùng chia sẻ một trách nhiệm chung trong vấn đề tài sản, đặc biệt trong vấn đề tạo dựng một lịch sử xã hội cho con người. Nói như triết gia Zolit, một triết gia người Pháp, ông nói rằng tôi có là gì là do những người đã đi qua đời tôi tạo nên. Việc chúng ta hôm nay sở hữu tài sản, định đoạt tài sản, nó là do, không chỉ là do tài năng của chúng ta, đức độ của chúng ta, mà còn do sự may mắn, hay nói theo quan điểm của chúng ta, những người tin vào Chúa, đó là ơn Chúa. Vì thế mà chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ tài sản cho người khác. Hay nói cách khác, chúng ta phải tỏ rõ chúng ta liên đới với anh em, chị em mình, đặc biệt là liên đới với những ai đau khổ, những ai đang gặp thử thách gian truân. Do đó khi người ta không quan tâm đến người khác, nhất là khi người ta hưởng thụ trước sự đau khổ của người khác, thì những bài tin mừng hôm nay nói cho chúng ta sẽ tức khắc có một vực thẳm, sẽ tức khắc xảy ra một sự đổ vỡ không gì có thể hàn gắn được. Khi con người sống vô cảm như thế, khi con người không còn quan tâm tới tha nhân, coi sinh mạng phần không còn, coi trọng sinh mạng và phẩm giá con người, thì bi kịch sẽ xảy ra trên mọi bình diện của cuộc sống. Và bi kịch lớn nhất cho anh chị em đó chính là con người sẽ bị nô lệ hóa bởi các thế lực sự dữ, xa hơn nữa có thể phong bản và có thể làm mất nước. Bởi vì điều làm nên riêng mỗi quốc gia là lòng thương người, là tình yêu quê hương đất nước, đã bị chính sự vô cảm nơi chúng ta phá vỡ. Và thưa tập đoàn ủng hộ, hôm nay chúng ta cùng hiện diện nơi đây để cầu cho công lý hòa bình, cách đặc biệt cầu cho luật sư Lê Quốc Quân và gia đình ông trong vụ án oan xảy ra cho ông và gia đình. Chúng ta không có nhiều thời gian để nói với nhau những gì hôm nay lời Chúa muốn công bố và muốn chúng ta thực hiện. Dù không thể nói hết được, nhưng tôi thiết nghĩ những gì chúng ta đã nói với nhau hôm nay, đó là những điều hết sức quan trọng, cấp thiết và thực tế đối với xã hội Việt Nam đương đại ngày nay. Những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau thực sự là một vấn đề quan trọng, bởi nó liên quan đến vận mệnh dân tộc, đất nước mà tất cả chúng ta ngồi đây, những người có đạo hay không có đạo, cùng niềm tin hay không cùng niềm tin, tất cả chúng ta đều chia sẻ một bổn phận và trách nhiệm ấy, bổn phận gắn với trách nhiệm của một người công dân trong xã hội, dù là công dân mặc danh Kitô hữu hay là một công dân thần tí, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Nếu chúng ta trong trách nhiệm của mình, mà nếu chúng ta tiếp tục vô cảm, sẽ có rất nhiều những nạn nhân như Lê Quốc Quân. Và tôi cũng có thể nói rằng biết đâu đấy, nếu chúng ta tiếp tục vô cảm, thì có khi trong chúng ta cũng sẽ có là những nạn nhân tiếp theo của một xã hội mà nơi đó sự vô cảm lên ngôi. Vì thế thiết nghĩ đã đến lúc tất cả chúng ta cùng phải liên đới với nhau để cùng nhau xây dựng một xã hội dân sự đúng nghĩa, để cùng nhau lên tiếng cho những nan đề xã hội đang là nguy cơ gây nên những bất ổn, bất công trong xã hội. Chúng ta biết rằng trong bất cứ quốc gia nào, xã hội Công giáo luôn được coi là một thành phần quan trọng trong xã hội dân sự. Xã hội dân sự là tập hợp của những tổ chức cùng nhau lên tiếng cho những vấn đề của xã hội, phản biện cho những vấn đề gây cấn đang là nguy cơ gây nên sự tồn vong của dân tộc, đất nước. Và xã hội chúng ta ngay
đến mãi tận thế. Chúng ta phải tin như thế và phải luôn xác quyết như thế. Chúng ta là thành phần không thể tách rời của đất nước, của dân tộc, thì cũng là một thành phần quan trọng trong cái xã hội dân sự mà tất cả chúng ta hôm nay được mời gọi phải bắt đầu. Xã hội ấy được xây dựng trước hết từ nơi chính mỗi người chúng ta, từ sự dấn thân của chúng ta cho những vấn đề xã hội. Nhưng trên hết tôi thiết tưởng nó bắt đầu bằng sự thay đổi tận tâm can từng người ngồi ở nơi đây, để chúng ta bước ra khỏi sự vô cảm. Nhờ đó mà chúng ta cũng sẽ bước ra khỏi được sự sợ hãi vô hữu mà lịch sử, mà hoàn cảnh xã hội một giai đoạn đã vô tình tạo nên nơi con người của chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng biết nguyên nhân gây nên sự tang thương cho dân tộc này hơn 60 năm qua nó được bắt đầu từ đâu. Ngôn sứ A-mốt năm xưa, thưa chị em, coi sự xuống cấp của xã hội là do sự bóc bản, đánh mất tinh thần tự cường dân tộc, do tiếp nhận một cách thiếu suy xét những ý thức hệ xa lạ với văn hóa thế giới, với văn minh nhân loại, xa lạ với hầu hết nền văn hóa, trái với đức tin và phong hóa, khiến đất nước Do Thái bị lưu đày 60 năm và hiện nay họ vẫn đang bị tản mạn khắp thế giới. Đất nước chúng ta cũng vậy, hình như chúng ta ít được may mắn. Chiến tranh liên miên, khi không hết chiến tranh thì chúng ta lại rước vào một thứ ý thức thể đi ngược với phong hóa con người. Nếu chúng ta tiếp tục vô cảm trước xâm lấn của biển đảo, văn hóa chính trị của người bạn vàng muốn tốt, vô cảm trước những việc làm phi pháp không vì ích nước lợi dân của giới lãnh đạo, của người có quyền, thì thưa anh chị em, việc mất nước có lẽ sẽ không còn xa đâu. Và khi đó Hội Thánh Chúa ở Việt Nam cũng sẽ vong bạc trên chính quê hương đất nước mình. Khi đó chúng ta có tội với Chúa, với tổ tiên và với cả con cháu mình, vì đã không giữ gìn toàn vẹn di sản Chúa ban như Lý Thường Kiệt đã tuyên bố một cách rõ ràng với các thế lực ngoại xâm Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư tuyệt nhiên định phần tại Thiên Thư. Thiết nghĩ chúng ta, những người công giáo như ngôn sứ A-mốt, chúng ta được mời gọi trở nên những ngôn sứ giữa xã hội Việt Nam hôm nay. Sứ mạng ấy đòi tất cả chúng ta một sự can đảm, dấn thân chống lại những bất công xã hội trước hết và trên hết bằng việc sống những gì mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài học thứ hai hôm nay. Ngài viết: hỡi những người con Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công bình, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Các con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp vì chính nghĩa, hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà các con đã được kêu gọi, vì đó mà các con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Đó là thưa chị em, hôm nay Chúa nói với chúng ta đừng vô cảm. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta từng người ngồi ở đây là con cái Chúa, xin cho chúng ta bắt đầu cuộc dấn thân của mình để cải tạo xã hội, để gìn giữ di sản cha ông, tâm hồn của chúng ta, để tất cả chúng ta đừng vô cảm nữa. Amen.